Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Ba thời điểm cực độc, tuyệt đối cấm ngủ kẻo thọ non, bù ngủ đêm mấy cũng phải thức. Sức Khỏe Tự Nhiên xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị thân mến, các cụ ta xưa nay vẫn có câu: ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Câu nói này đã phần nào cho chúng ta thấy được giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng như thế nào trong đời sống của chúng ta, đúng không nào? Thông thường, chúng ta sẽ dành phần lớn sự quan tâm cho một giấc ngủ say, bởi đây chính là khoảng thời gian cơ thể được nghỉ ngơi, lấy lại cân bằng sau một ngày làm việc mệt mỏi và vất vả. Song đã bao giờ bạn đặt một câu hỏi ngược lại rằng, có khi nào chúng ta không nên ngủ hay không? Câu hỏi tưởng chừng rất vô lý này, nhưng lại chính là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Quả thực theo các chuyên gia về sức khỏe, đang nghiên cứu và chứng minh, có 3 thời điểm dù rằng bạn rất mệt mỏi, rất buồn ngủ nhưng cũng tuyệt đối không được ngủ, mà cố giữ tỉnh táo để cơ thể được bình tĩnh hơn. Nếu không, ngủ sẽ là một nỗi đe dọa vô cùng lớn. Cùng xem đó là những khoảng thời gian nào nhé. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng, hễ cứ khi nào buồn, cứ khi nào mệt mỏi, thì sẽ tìm đến giấc ngủ để giải quyết mọi vấn đề. Thế nhưng sự thật không phải như thế. Có 3 thời điểm sau đây mà các chuyên gia về sức khỏe khuyên bạn không nên đi ngủ. Cụ thể, thời điểm thứ nhất, không ngủ sau khi uống say. Theo nhiều thông tin mà các chuyên gia đã đưa ra, trong cuộc sống con người có những thói quen lặp lại thường xuyên, tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi phải trả giá bằng tính mạng. Đi ngủ sau khi uống rượu say vốn làm việc hết sức bình thường đối với đại đa số đàn ông xưa và nay. Trên thực tế đã có rất nhiều người phải mất mạng chỉ vì tư thế ngủ không đúng cách sau khi say rượu. Một số tư thế ngủ khi uống say sau đây có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể, thậm chí là gây đột tử hay tai biến. Nằm sấp. Người say rượu thường gặp khó khăn trong hô hấp và hệ hô hấp suy yếu hơn lúc bình thường. Nếu nằm sấp, mũi dễ bị chèn ép bởi ga giường hoặc gối mềm, dẫn đến khó thở. Nếu phần ngực và bụng cũng bị chèn ép thì càng khó thở hơn. Cơ thịt của người say rượu thường mềm nhũn, không thể tự thay đổi tư thế nằm, dẫn đến oxy cung cấp cho cơ thể bị thiếu, khiến mức độ say rượu càng trầm trọng thêm, thậm chí có thể tử vong vì nghẹt thở. Nằm ngửa. Những người say rượu thường bị nôn ói. Nôn ói khi tinh thần kém minh mẫn, phản xạ nước thường diễn ra chậm. Nếu ngủ trong tư thế nằm ngửa sẽ gây khó nôn ói ra ngoài. Ngược lại, còn làm thức ăn trào ngược vào khí quản. Người bị nhẹ, lâu ngày sẽ gây viêm phổi. Nặng thì nghẹt thở do chất nôn ói xâm nhập vào khí quản, đe dọa tính mạng. Các chuyên gia khuyên người say rượu nên nằm nghiêng, đây là tư thế ngủ an toàn nhất. Nếu họ không còn đủ nhận thức để điều chỉnh tư thế, thì người nhà nên giúp điều chỉnh lại, đồng thời chú ý các vấn đề sau. Cởi bỏ cà vạt, nút áo của người say rượu, đặt nằm nghiêng để đầu ngẩng lên giúp cho hô hấp được dễ dàng. Khi người say đã trong tư thế nằm nghiêng, nên để gối hoặc vật cản sau lưng để tránh họ lật người trở lại. Cách một khoảng thời gian ngắn, lại quan sát bất thường của người say để hỗ trợ kịp thời khi cần. Nếu phát hiện người say rượu hôn mê bất tỉnh thì nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Thời điểm thứ hai, ngủ quá nhiều vào ban ngày. Buồn ngủ ban ngày quá mức là một trong những bất thường về giấc ngủ phổ biến nhất. Nó ảnh hưởng đến khoảng 20% dân số. Những người buồn ngủ nhiều như vậy thường tăng nguy cơ bị tai nạn giao thông và các sự cố khác liên quan đến công việc. Nhiều người thường chỉ nghĩ đây là việc buồn ngủ thông thường, song đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nào đó. Buồn ngủ là một trạng thái sinh lý nhằm thúc giục cơ thể đi vào giấc ngủ. Người bình thường ngủ từ 6 đến 9 tiếng mỗi đêm. Tùy thuộc vào độ tuổi của mỗi giai đoạn, đời người sẽ có thời lượng ngủ phù hợp khác nhau. Tuy nhiên, khi bạn buồn ngủ nhiều vào ban ngày và ảnh hưởng tới công việc, hoạt động hàng ngày
thì có lẽ cơ thể bạn đang có vấn đề. Ngủ ngày quá mức là triệu chứng hay hậu quả của nhiều rối loạn khác nhau. Nó có thể là triệu chứng của các rối loạn giấc ngủ nguyên phát như chứng ngủ rũ, hoặc là hậu quả rối loạn giấc ngủ như thiếu ngủ, hội chứng ngừng thở lúc ngủ, vân vân. Việc sử dụng một số loại thuốc hay mắc các bệnh lý tâm thần, nội khoa cũng gây ra buồn ngủ vào ban ngày. Buồn ngủ ban ngày ảnh hưởng đến khả năng học tập và làm việc. Việc tìm được nguyên nhân sẽ giúp cho quá trình điều trị hiệu quả hơn. Thời điểm thứ ba, ngủ khi tâm trạng đang bực tức, giận dữ. Người xưa từng nói, đừng bao giờ đi ngủ khi đang giận dữ, nếu không, những cảm xúc xấu sẽ tích tụ lại thành sự oán hận. Ngày nay, các nhà khoa học đã chứng minh được điều này. Thông thường, thời gian ngủ sẽ là lúc bộ não kiểm soát lại các thông tin mà nó nhận được trong ngày và lưu trữ một số thông tin nhất định vào bộ nhớ. Phát hiện mới đây cho thấy, giấc ngủ có tác dụng củng cố những ký ức gây ấn tượng mạnh lên não bộ, kể cả những điều tiêu cực mà chúng ta không hề muốn nhớ lại. Vì vậy, mọi người nên cố gắng giải quyết các mâu thuẫn trước khi đi ngủ và không mang sự bực tức vào giấc ngủ. Các nghiên cứu cũng đã thực hiện các xét nghiệm não bộ cho những người tham gia thử nghiệm, so sánh hoạt động não bộ của họ trước và sau khi ngủ. Có một điều thú vị là đối với những người có thể quên đi những hình ảnh khó chịu kia, vùng hồi hải, mã trung tâm ký ức của bộ não là nơi hoạt động tích cực nhất trong việc xóa bỏ ký ức. Nhưng bất ngờ là sau khi ngủ dậy một đêm, các khu vực khác của não bộ cũng được đưa về trạng thái rất tốt. Như vậy chúng ta cũng thấy được một thực tế rằng giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng, đúng không nào? Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lấy giấc ngủ ra để giải quyết mọi vấn đề của bản thân mình, mà có đôi lúc chúng ta cần bình tĩnh, kiểm soát để có một giấc ngủ ngon hơn. Giấc ngủ ngon vào ban đêm rất quan trọng trong giấc ngủ dài và sâu, sẽ giúp cơ thể nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày hoạt động và thực hiện một số chức năng khác. Nếu ngày cả ngủ, bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi, thiếu thoải mái, thì cơ thể sẽ vì thế mà mang nhiều bệnh tật, tinh thần bất ổn. Vậy trước khi đi ngủ, chúng ta cần làm gì để đảm bảo có một giấc ngủ ngon và sâu hơn đây? Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên tìm hiểu câu trả lời trong phần tiếp theo của video nhé! Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp cơ thể tái tạo năng lượng, bồi bổ tinh thần và sức khỏe. Chính vì vậy, bạn không những cần ngủ đủ giấc, mà bạn cần phải tạo cho mình một giấc ngủ thật sâu, ngon giấc để nó phát huy giá trị trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của chính mình. Dưới đây là 7 việc bạn nên làm trước khi đi ngủ. Thứ nhất, tắt đèn và các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Tắt đèn và các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, TV khoảng 60 phút trước khi đi ngủ. Ánh đèn sáng là một trong những tác nhân lớn nhất tác động lên não. Vì khi thấy ánh sáng, não sẽ cho rằng đã đến lúc phải thức dậy và bắt đầu phát tín hiệu đánh thức sớm. Nếu bạn không muốn tắt chúng, thì có thể đặt chúng ở chế độ yên lặng để có được một giấc ngủ ngon và sâu giấc, tránh bị các cuộc gọi hay tin nhắn làm phiền. Thứ hai, kết thúc bữa ăn tối khoảng 2 tiếng trước khi ngủ. Điều quan trọng là bạn nên ăn tối ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ, vì đây là khoảng thời gian rất quan trọng giúp cơ thể bạn có thời gian để tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra, bạn cần có chế độ ăn uống lành mạnh vào buổi tối, tránh ăn các thực phẩm khó tiêu hóa. Bạn có thể ăn các thực phẩm dễ tiêu hóa như salad, súp, vì nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy khỏe mạnh nhất. Thứ ba, sắp xếp lại công việc trước khi đi ngủ, trút bỏ hết lo lắng. Hãy nghĩ thông suốt và sắp xếp lại mọi suy nghĩ trước giờ ngủ. Theo các chuyên gia nghiên cứu về hành vi giấc ngủ ngon thì cho biết, cách tốt nhất để có giấc ngủ ngon là trước khi đi ngủ, dành ra một ít thời gian tổng kết các việc đã làm cho ngày, lên kế hoạch làm việc cho ngày mai và xóa sổ những điều làm bạn suy nghĩ. Đồng thời cũng hãy gác lại hết những lo lắng suy nghĩ, sự căng thẳng của bạn từng ngày, vì chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giấc ngủ của bạn. Nó khiến bạn bị áp lực tâm lý, dễ bị ám ảnh, gây ra những cơn ác mộng, những giấc mơ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Chính vì vậy, hãy trút bỏ hết những lo lắng, sự căng thẳng, cố gắng thư giãn hoàn toàn để có một giấc ngủ ngon, sâu giấc,
sẽ giúp bạn có được sự minh mẫn, sáng suốt để giải quyết các vấn đề vào sáng ngày hôm sau. Thay vì phải lo lắng chuyện giấc ngủ chập chờn gián đoạn, phải không nào? Thứ tư, uống một ly sữa ấm, tránh xa các loại đồ uống chứa caffeine. Khoảng 30 phút trước khi đi ngủ, hãy uống một ly sữa ấm khoảng 30 độ C. Không những giúp bạn dễ dàng vào giấc ngủ ngon hơn, mà nó còn có tác dụng giảm cân. Sữa rất giàu canxi. Uống sữa trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy hấp thụ canxi, protein trong sữa, giúp đốt cháy năng lượng mỡ thừa của cơ thể nữa đấy. Ngoài ra, bạn nên hạn chế tối đa các đồ uống có chứa caffeine. Caffeine tồn tại và tác động lên cơ thể dài hơn các bạn nghĩ. Các chuyên gia khuyên rằng nên hạn chế hấp thụ caffeine vào buổi chiều để có giấc ngủ ngon về đêm. Thứ năm, ngâm chân bằng nước ấm. Bạn vận động cả ngày khiến đôi chân chịu áp lực rất lớn. Chính vì vậy, mỗi bữa tối, trước khi đi ngủ, hãy dành 15 đến 20 phút để chăm sóc đôi chân bằng việc ngâm chân vào nước ấm có pha muối, gừng, trà đều rất dễ thực hiện, nhưng mang lại hiệu quả cao, vừa giúp bạn thư giãn, có tinh thần sảng khoái, lại vừa mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon nữa đấy. Và đừng quên massage nhẹ nhàng đôi chân sau khi ngâm để mạch máu lưu thông tốt hơn. Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn. Thứ 6, nghe nhạc thư giãn. Âm nhạc giúp cơ thể và đầu óc bạn thư giãn. Vì vậy hãy kết thúc một ngày làm việc vất vả bằng những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Hãy bật nick nhạc bạn yêu thích trong khoảng 10 đến 15 phút giúp làm dịu cơ thể. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Âm nhạc cũng giúp chữa trị những vấn đề về mất ngủ. Thứ 7, đọc một quyển sách có ý nghĩa. Sách là một người bạn lý tưởng của con người vào mỗi tối. Bạn đã nghe điều này bao giờ chưa? Thậm chỉ cần đọc từ 2 đến 3 trang sách thôi cũng giúp bạn giảm stress. Quan trọng là không nên đọc những tác phẩm ly kỳ, kinh dị. Thay vào đó, hãy đọc những quyển sách hoặc truyện nhẹ nhàng, lãng mạn. Ngày đêm nay, trước khi đi ngủ, hãy giữ quyển sách bên mình nhé. Trên đây là 7 việc mà bạn nên làm trước khi đi ngủ, mà bạn nên tham khảo để chuẩn bị cho mình một giấc ngủ ngon, đúng nghĩa, mang đến sự sảng khoái, minh mẫn, sáng suốt vào sáng ngày hôm sau. Nếu bạn duy trì được giấc ngủ tốt thường xuyên, thì đây còn là biện pháp góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe rất hiệu quả. Đồng thời cũng hãy ghi nhớ 3 thời điểm không hề tốt cho việc ngủ mà chúng ta cần hạn chế tối đa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.